Cái gì? Anh chị cưới nhau hả? Ừ, đúng rồi. Bữa đó nhớ tới chung vui với vợ chồng tôi nha. Thôi, giờ tôi đi mời mấy người trong xóm nữa. Về nha. Dạ. Đó, tôi nói đâu có sai đâu trời. Từ ở trên thành phố mới xách cái đích về một cái thôi là bắt đầu đi mời đám cưới rình rang liền. Chắc là ở chảnh cũng bị chích sình bụng bấy nhảy chảnh rồi. Trời ơi, thôi mẹ ơi, người ta vừa có bầu vừa đám cưới thì xong hỷ lâm môn thôi chứ gì đâu. Trời ơi, xong hỷ lâm môn cái gì ba, bởi vì nói anh còn khờ dại lắm, anh nhìn cái cuộc đời này toàn màu hồng thôi. Nói chung là anh trẻ người non dạ lắm, tôi nói cái gì thì nghe cái đó đi. Mày nói ai trẻ người non dạ? Này là sao, này là cái gì? Chưa thấy giang hồ hồi bây giờ không à? À, cái đó là giang hồ hả? Mày mốt tắm là kỳ, rửa rồi cho sạch nghe chưa, nhìn vô lắm. Ôi ngộ quá. Nghe tôi nói đây nè, rồi tôi tường tận hết. Cái thằng đó lúc trước là nhà nghèo, nghèo sát, nghèo sơ, nghèo mạt rệp luôn. Xong cái cưa con này mà con này không chịu, tại nó chê này nhà nghèo. Cái sau này thằng này trúng được 2 tờ vé số, xong cái bây giờ nó bấu vô liền. Mà tôi nói ha, cái ngữ con nhỏ này nè, cái miệng lúc nào mà cũng cong cong quẩn quẩn luôn, cái môi giật, xong rồi sơn đỏ lè đỏ chét. Tôi thề anh, ở chợ đi làm gái chứ không đâu, làm gái chắc chắn. Thôi mày ơi, bớt cái mỏ hỗn hỗn nghiệp mày lại đi. Mày nhiều chuyện quá, chuyện của người ta mà làm như mày hay lắm. Nhiều chuyện gì? Nói thì tin đi. Tôi nè là một trong những là cái cây anten tin tức của xóm đúng không? Anh muốn tin thì tin, mà anh không tin thì anh cũng phải tin. Đừng có tay mày kìa, đừng có tay mày kìa. Mày định phá sập giao tao hay gì? Mày á nha, mày coi chừng á là mày ở địa ngục mà cái tầng penthouse cao nhất đó. Mày đi đi, mày nhiều chuyện quá, tự nhiên lưỡi phá giao tao. Đi đi. Thì tôi kể cho anh nghe cái sự thật đó là vậy đó, tin hay không tùy anh, đi đi làm dữ. Mày thiếu tiền tao mà bây giờ mày ăn nói lầm bầm hả mày? Bữa nay coi chuyện gì cái nhà của mày lên không thì biết rồi. Có biến căn mới, có biến căn mới. Dữ rồi, căn dữ rồi. Xong rồi, con kia đánh chết thằng kia luôn rồi. Ui. Con này nhiều chuyện chứ ta. Có bữa bị đánh còn nhúm một. Tôi zoom ra cho bà coi ông Sáu. Léo phén ngay trước cửa nhà bà luôn, ghê chưa? Cho ly cà phê, chị Sáu. Ê ông á, biến căng rét liền. Trời, ông Sáu ngoại tình với gái trẻ bỏ bà Sáu nè, chính con mắt tôi thấy hả, nắm tay ôm ấp vuốt ve nhau tình tứ lắm. Rồi chính cái lỗ tai tôi nghe nè bà, cái gì mà dùng từ ngọt ngào say đắm với nhau lắm. Trời ơi, bà là chiến này ông cho bà ra rìa rồi. Đồ cái thằng già mắc nết, chiến này ông bằng về ông sẽ biết tay tôi. Ê, cái gì? Không bán cà phê đi đâu mà nói. Mày tự xử đi. Kìa. Đàn ông giờ bội bạc quá tệ. Coi coi. Nè. Ủa? Cái bộ đồ này là bộ đồ bà Phượng sáng bà đi mời thiệp đám cưới mà. Gì ba? Trời ơi. Tay trao tay gì ở đây? Người ta mời thiệp đám cưới mà. Là cái này là không phải ông Sáu ngoại tình hả? Ừ. Chết rồi. Tiêu rồi, lần chuyến này tôi tiêu rồi. Tiêu rồi. Con này. Có quán này ai canh? Tự pha luôn chứ sao vậy? Mày mẹ. Lao đi. Cho sạch đi. Ấy gì ta? Ôi trời. Mùi gạo lên trời. Gạo tươi ngon, mập ú như anh luôn. Thôi đi ba. Rau ở đây toàn là phun thuốc tăng trưởng không à. Cái gì? Rau em rau ngon, rau hàng tiễn không à. Ai nói phun thuốc tăng trưởng? Con đào kìa, nó nói đây rau toàn là đây là rau bẩn không à. Hả? À, lại là con đào. Trời ơi, anh đừng có tin con nhỏ đó. Nó là nhiều chuyện nhất cái xóm này đó. Rau em là rau sạch mà cắt ở bên nhà bà Sáu á. Anh tin không? Không tin em ăn cho anh thử coi nè. Nha. Thôi khỏi đi. Đúng rồi đó. Tì Lô nó nói đúng á. Tì Lô là nó cắt rau sạch ở nhà Sáu. Đừng có tin lời của con đào. Con đào nó rất là nhiều chuyện. Bữa đó nó còn dám nói là chồng của Sáu đi ngoại tình, mà bữa đó ổng đi lấy thiệp cưới. Con đó là rất là nhiều chuyện. Tức con nhỏ đó thiệt chứ. Bây giờ nó ở đâu? Bữa nay tôi quất con đào đó bữa nay. Con đào nó chết rồi. Hả? Cái gì? Người ta nói á, nó đi làm răng mà mất nhiều máu quá, cầm không được. Nó chết rồi. Trời ơi. Hàng chim. Mấy ngày nay là Sáu không có thấy nó đi lãng giảng ở xóm này. Đúng rồi. Tụi mọi người, tụi mình vào phun nước cho nó đi. Đi. Trời ơi, Đạt ơi. Biết
lần này mày xuống dưới mày ở tầng mấy nữa? Hồi xưa mày thích ăn này lắm đúng không? Tao đeo quên cho mày. Đau ơi là... Đau ơi. Sao mày chết sớm vậy nè? Tao đem rau củ sạch cho mày nè, không có thuốc tăng trưởng đâu. Đào ơi, tao đem nhang qua cúng mày nè. Sao mày chết trẻ vậy Đào? Mọi người, sao nó chết mà nhà nó không ai làm đám cho nó vậy? Đào ơi là Đào. Sao mày... Ma mất ganh. Ma chết rồi, ma cỏ gì đây mấy ba? Nó còn sống kìa. Mày còn sống hả Đào? Chứ tôi chết rồi nào, còn hỏi gì kỳ vậy? Người ta đồn mày chết nên mọi người mới qua đây cúng điếu cho mày nè. Ai vậy? Đứa nào đồn mà cái miệng ác nhân bất đức vậy hả? Người ta nói mày là đi nhổ răng xong rồi không cầm được máu xong rồi mày chết. Trời ơi, nói cái mỏ bớt nghiệp lại giùm nha. Nè, tôi đi nhổ cái cây răng khôn xong rồi cái nó bị sưng hàm, sưng mặt lên, rồi ăn uống rồi không được, rồi nói chuyện thì khó khăn, nên tôi ở trong nhà, tôi không có đi đâu hết được chưa, tôi không có chết. À, thì ra cái người hay đi đồn người khác bây giờ bị người khác đồn, có người mà hay làm tổn thương người khác vì những lời đồn thì bây giờ bị lời đồn cho làm tổn thương đúng không? À, đúng rồi, mày đồn tao bán rau phun thuốc tăng trưởng. Mày đúng là luật hoa quả không trừ một ai mà. Nghiệp quật mày đó con. Ừ. Đúng rồi mọi người. Bữa hôm mày còn nói chồng tao đi ngoại tình. Mày hả Đào? Còn tao nữa. Tao làm gái hồi nào mà mày nói tao đi làm gái? Cái môi của tao từ đó là xì tai nó vậy rồi. Còn tao bầu bao hồi nào hả? Hôm bữa là trên Sài Gòn về á là tao mập. Bây giờ tao giảm cân rồi nè. Mày ha. Gì chị? Đánh nữa là nó đi thiệt đó. À, có đừng có đánh em đau lắm rồi. Mấy cái chuyện đó bữa đó em rảnh em kiếm chuyện em nói chơi cho vui thôi. Nếu không đúng sự thật thì tôi bỏ. Mà mọi người không thích thì em không nói nữa, em hứa em bỏ. Thôi mọi người bỏ qua cho nó đi. Mày ha, hên là bữa nay có người can nha. Thôi là mày tới công chuyện với tao nghe chưa? Rồi em xin lỗi không có nói gì nữa. Ấy, Tư Lô, trời ơi, cảm ơn rau mày nha, trời nó ngon, nó tươi lắm à. Mọi người, ra lấy rau của Tư Lô đi, miễn phí quá, trời ơi, Tư Lô, rau của mày kìa, nhanh rồi. Chào rau của tôi. Đó, mày nhìn thấy không Đào, mày bỏ cái tật nhiều chuyện nha Đào, bỏ nha Đào. Yêu.